Wika Sport xin kính chào anh em nhé. Hôm nay tôi sẽ review đôi công phượng CP10 màu xám xanh. Đây, một chiếc hộp bên ngoài màu đen rất đẹp. Chữ ký của công phượng. Đó. Thì màu xám xanh này nó hơi trầm một chút, nó không giống cái đôi màu cam bạc hay là màu màu navy chuối, màu navy chuối đó. Đây cho anh em xem chất liệu. Chất liệu thì cái liệu là da microfiber anh em nhé, dập vân nổi, vân nổi để giúp chạm bóng nó tốt hơn, tăng cái độ ma sát với bề mặt bóng. Đó, anh em thấy không? Đó. Đế này là đế cao su. Cao su non đúc anh em nhé. Và có gắn keo cũng như là khâu toàn bộ để tăng cường cái độ chắc chắn của đế giày. Như vậy thì một đôi giày như thế này nó sẽ rất là bền. Bên cạnh về chất liệu da cao su non thì cái phần gia cố cho đôi giày nó chắc chắn là một cái phần rất quan trọng. Nó đảm bảo được cái độ bền chắc chắn cho đôi giày để anh em có thể chơi lâu dài được. Đó, thì phần cổ chun, cổ này được làm bằng vải dệt kim anh em nhé, vải dệt xuyên kim. Thì cái loại vải này nó rất là đàn hồi. Đó, anh em thấy không? Đó, rất đàn hồi nhá. Và nó sẽ bọc hết phần upper này để nó hạn chế được các cái viên sỏi hay các cái dị vật nó rơi vào chân và nó làm đau chân trong quá trình chạy. Đó, thì cái cổ chun này nó cũng góp phần làm được tăng cường cái độ bó sót sát đối với cái phần mắt cá chân này, nó giúp anh em tăng tốc và hạn chế được các cái chấn thương, tăng tốc bứt tốc. Đó, rất là êm. Đặc biệt nữa đó là cái phần để phần lót giày được làm theo công nghệ EVA carbon, mô phỏng dạng hình tổ ong em nhé. Đây, đây EVA carbon là cái kiểu cấu trúc tổ ong này, nó rất là đàn hồi. Đó, rất đàn hồi anh em nhé, êm lắm, rất êm, anh em đi sẽ cảm nhận. Thì quanh cái phần khu vực mắt cá chân này nó cũng có một cái khu vực mút cho anh em. Đó, quanh cái khu này, quanh cái vòng tròn ôm lấy cái chỗ khu vực khớp này, khớp chân này, thì nó sẽ có phần mút bọc rất êm cho anh em. Còn cái phần xương này thì phần bàn chân này nó sẽ để là da mỏng thôi, để cho anh em có thể tiếp xúc bóng tốt hơn. Đó, da rất mềm anh em nhé. Đó. Đó, thì đôi này đang được bán với cái giá là 469.000, nó cùng phân khúc với giày QH19 Neo và đôi Subasa. Thì anh em có thể cân nhắc và lựa chọn một đôi công phượng. Nếu anh em đang là fan của công phượng thì ủng hộ thần tượng mình một đôi giày như này. Đó, thì đây là thằng sản phẩm này, anh em có thể click vào link đặt hàng bên dưới mô tả của video hoặc truy cập wikasport.com để chúng ta có thể lựa chọn những cái mẫu giày ưng ý nhất. Đừng quên là like và đăng ký kênh để ủng hộ Wikasport ra những video tiếp theo anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.
Đôi này đang được bảo hành 90 ngày và miễn phí ship toàn quốc. Anh em nhanh chóng đặt hàng để nhận ngay ưu đãi này anh em nhé. Bảo hành 90 ngày. Ok.